được của dạy công an nhân dân, di sản tinh thần vô giá, thể hiện đậm nét nhất tư tưởng của người về xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, suốt đời vì nước vì dân. Kính thưa Trung tướng, Học viện An ninh Nhân dân là trung tâm đào tạo cán bộ sĩ quan chiến sĩ đầu tiên của Bộ Công an. Trung tướng có thể chia sẻ khái quát về những cái thành tích đã đạt được trong sự nghiệp giáo dục đào tạo của nhà trường trong suốt 65 năm qua như nào? Học viện An ninh Nhân dân là một trung tâm đào tạo lớn nhất của ngành công an và là một trung tâm đào tạo chất lượng cao nhất của ngành công an. 65 năm qua, đội ngũ giáo viên của học viện qua các thế hệ là lực lượng chủ đạo để tổng kết lý luận, tổng kết thực tiễn, xây dựng, hoàn thiện lý luận nghiệp vụ công an nhân dân. Trong những năm qua, không chỉ nhân dân trong nước mà có rất nhiều những tờ báo của các nước trên thế giới ca ngợi lực lượng an ninh Việt Nam của chúng ta rất là giỏi. Vậy điều này có phải là một niềm tự hào đối với công tác đào tạo của nhà trường hay không? Và nhà trường có những chiến lược như thế nào để tiếp cận đối với khoa học an ninh tiên tiến của các nước trên thế giới ạ? À đúng rồi, nói đến những cái nhất được nhân dân tin tưởng và nhân dân đánh giá cao lực lượng an ninh nhân dân, điều đó hoàn toàn đúng. Bởi vì trên thế giới hiếm có một nước nào như Việt Nam mình sau chiến tranh không hề có một tiếng súng, không hề có khủng bố, an ninh được giữ vững, nhân dân được yên bình. Đây là hạnh phúc, và hạnh phúc này có sự đóng góp của học viện, có sự đóng góp của quá trình đào tạo, xây dựng đào tạo đội ngũ của lực lượng an ninh. Cái tiếp cận với an ninh thế giới thì cái nghiệp vụ an ninh á, là chủ yếu là mình tự tổng kết lấy, tất nhiên có kế thừa, có tham khảo nhưng không nhiều. Trong đó thì phải nói rằng là Liên Xô là một, Nga bây giờ là một trong những nước mà đào tạo cho chúng tôi, và chúng tôi hợp tác rất nhiều về kỹ thuật. Đấy là những điều mà chúng tôi luôn luôn trân trọng và biết ơn Liên bang Xô Viết. Sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới đang đặt ra một yêu cầu vừa cấp thiết vừa mang tính chiến lược lâu dài. Vậy điều này thì đặt ra vấn đề chiến lược đào tạo như nào đối với trường Học viện An ninh Nhân dân của chúng ta? Cái lĩnh vực đào tạo nói chung và đặc biệt là đào tạo an ninh nói riêng phải có tầm nhìn xa, phải có một cái tầm nhìn trên cơ sở dự báo chiến lược để anh tổ chức đào tạo nhân lực. Khi tình hình xuất hiện thì đã có nhân lực để mà giải quyết những vấn đề đó. Học viện An ninh có truyền thống đó, ngành công an có truyền thống đó. Ví dụ trong thời kháng chiến chống Pháp mở ra cái khóa là tổng phần công, rồi trong kháng chiến chống Mỹ chuẩn bị đào tạo đại học để tiếp quản miền Nam sau ngày giải phóng, rồi bây giờ đang chuẩn bị đội ngũ và đi trước một bước để đào tạo một đội ngũ nhân lực đủ tầm cỡ để đáp ứng với bảo vệ an ninh trong thời kỳ hội nhập, và đặc biệt là trong cái tư duy, trong cái không gian chung của an ninh phi truyền thống thì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Có một câu hỏi dành riêng cho cá nhân Trung tướng như thế này ạ. Đối với công tác lãnh đạo chỉ đạo một đơn vị trực tiếp chiến đấu với là một đơn vị trong sự nghiệp giáo dục đào tạo thì Trung tướng tâm huyết lĩnh vực nào hơn ạ? Lãnh đạo một đơn vị chiến đấu nó có cái hay, cái lý thú của nó. Lãnh đạo một đơn vị đào tạo giáo dục trên lĩnh vực an ninh cũng rất lý thú. Nó có cái chung nhưng nó cũng có cái riêng. Cái chung của nó là gì? Là phải tuân thủ tuyệt đối sự lãnh đạo của Đảng, của nhà nước và của ngành công an trong công tác lãnh đạo chỉ huy. Vấn đề thứ hai là cũng đều phải chăm lo đến sự phát triển của đơn vị, đều phải chăm lo đến đời sống tinh thần và vật chất cho cán bộ chiến sĩ, vân vân. Điều chỉnh được chỗ này, điều hòa được chỗ này là điều rất khó, nhưng nếu thành đạt tôi cho đó là một nghệ thuật của người chỉ huy. Xin được trân trọng cảm ơn Trung tướng đã dành cho Gõ Cửa Ngày Mới một cuộc trò chuyện rất là thú vị.